Hello. Hello, teachers. Hey, how are you today? I'm great. And you? Yeah, me too. I'm great. Okay, so let's put your homework. Yeah. You see the slide? Yes. Đọc mỗi đáp án thôi hay là mình đọc cả đoạn văn nhỉ cô nhỉ? Yeah, you read the whole conversation. Đọc cả đoạn văn. David, my school was a tennis school. Interviewer, were there other lessons too? Yeah, interviewer. Yeah. David, yes, there were math, science, English, and history, but they were only in the morning. There were tennis lessons every afternoon. Interviewer, was it a good school? David, yes, it was. My sister was happy there too. Her favorite subject was art, but there were much time for art classes because we were practicing tennis every day. It was a great school for a tennis player. Okay. Now, number one, tại sao mình lại chọn là were there? Tại vì cái từ lesson nó số nhiều. Okay. Hoặc là có thể dựa vào chính là cái câu trả lời đúng không? Yes, there were. Number two, how can we choose the answer? Now, were. Tại sao mình lại chọn là were? Tại vì bất dây cái từ đấy là dây là số nhiều thì mình cũng phải chọn dây. Yes, chủ ngữ số nhiều. Tiếp theo. Nào, three. Were. Cũng là were. Sao? Why? Tại vì từ tennis mà số nhiều. Tennis lessons là số nhiều. Lessons. Tennis lesson. Là gì? Là môn tennis đi nhỉ cô nhỉ, môn đánh bóng chày đấy nhỉ. Yes, giờ học, lesson là các giờ học, các tiết học. Four words. Words số ít đúng không? Vì sao? Vì là ít là số ít ạ. Khi sẽ ít thì mình đi với words. Yeah. Còn yes. You vây đúng không? You vây thì đi với were thì phải. Chính xác, số ít, chủ ngữ số ít thì mình sẽ đi với were. Chủ ngữ số nhiều, đúng không? Yeah. Đi với were. Okay. Number 5 là chủ ngữ số. Was là chủ ngữ số ít ạ. Yeah. Number 6. Were. Ở đây nhá, thì time là một danh từ không đếm được. Wow. Much time. Mình sẽ phải dùng gì? Was à cô? Was. Yes, was. Wow. Bởi vì time không đếm được. Yeah. Number 7. Was. 7. Was bị chủ ngữ à? Chủ ngữ là dạng chủ ngữ số nhiều. Chủ ngữ we đúng không? Because we were. We là số nhiều. Câu số 8 thì chủ ngữ số. Số ít ạ. Ít. Okay. Thank you. Now we will. Ở đây. Unit. Thì là unit entertainment. Nhưng mà cái nội dung bài học lesson hôm nay thì mình sẽ học chủ yếu về nationality.
quốc tịch không? Nationality. Yeah. Can you repeat? Nationality. Yes. Yes. Nghĩa là quốc tịch. Do you know the difference between nation and nationality? Sự khác nhau giữa quốc gia và quốc tịch. Quốc gia thì mình nói về một cái đất nước, một vùng, còn quốc tịch là nói về người đấy ở nước nào ấy. Yeah. Yeah. Đúng, con người của nước nào hết. Now we will listen. Activity 1 sẽ là bài nghe. Unit 8, Entertainment, Track B47, Page 96, Activity 1. Listen and read. Is Carlos playing? Where's Carlos? Câu hỏi là gì nhỉ? Where's Carlos? Where's Carlos? Yeah, Carlos. Có nghĩa là hỏi về gì? Thời gian hay là địa điểm hay là Where có nghĩa là gì nhỉ? Là ở đâu ạ? Carlos ở đâu ạ? Yes, ở đâu. Who's Carlos? Where's he from? Who's Carlos? Tiếp theo là câu hỏi về gì? Hỏi về ai? Who's Carlos? Carlos là ai, đúng không? Where is he from? Where is he from? Where is he from? He was on an American team before and on. He's famous. Spanish. An Italian team. Where is he from? He's a famous Spanish player. He was on an American team before and on your town. Spanish. And which team? Team nào nhỉ? Team nước nào? American team. Playing team last year. Now he plays here. But he isn't in this game. Maybe he was better before. I am a good player, but look at my leg. It's Carlos. You're great. Sorry, my friend doesn't know anything about soccer. Hey, chị nghe nghe hết bạn hội thoại chưa? Yeah. Hey, now you will read it. Read out loud, please. Where's Carlos? Là hai bạn này đang là cổ động viên, the audience đi xem a match, một trận đấu. Match. Who's Carlos? Where's he from? He's a famous Spanish player. He was on an American team before and on an Italian team last year. Now he plays here, but he isn't in this game. Maybe he was better before. I am a good player, but look at my leg. Is Carlos, you are great. Sorry, my friend doesn't know anything about soccer. Doesn't know anything. Let's pay attention to the pronunciation. Một số từ mà mình phát âm sai nhé, các bạn sửa lên. Spanish. Spanish.
Có nghĩa là gì? Do you know the meaning? Water is mini meal. Tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây nước Ban gì? Nhà. Nước Tây Ban Nha. Yeah. Tiếng Tây Ban Nha hoặc là một người Tây Ban Nha. Spanish player là một cái gì? Cầu thủ Tây Ban Nha. Tiếp tục. He was on an American team. Là gì à? Easy rồi. American đội tuyển gì? Đội tuyển Mỹ ạ. Yeah. And on an Italian team. Italian. Nước gì nhỉ? Nước Italia ấy là nước gì nhỉ? À, nước Ý đúng không cô? Nước Ý. Yes, correct. Đây là người Ý, đội tuyển nước Ý đúng không? Italian team. Now, can you translate this conversation? Dịch cho cô đoạn này. Carlos ở đâu ạ? Đâu là Carlos? Tức là họ chỉ trên sân đúng không? Tìm người tên là Carlos. Carlos là ai? Anh ấy từ đâu đến? Anh ấy là một ngôi sao nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Anh ấy một cầu thủ. Wow. Anh ấy đang đá cho đội Mỹ à? Đá cho Mỹ à? Hay là thế nào? Was in the past or in the present? Ở quá khứ hay là hiện tại nhỉ? Quá khứ. Was. Tức là anh ấy đã đúng không? Bây giờ không còn chơi cho đội đấy nữa, nhưng mà anh ấy đã chơi cho đấy. Nào tiếp tục. Anh ấy đã chơi cho đội tuyển đấy. Đội tuyển Mỹ trước. Và trước đây và ở và một và đội ở Ý vào năm trước. Bây giờ anh ấy đang chơi ở đây. Yes. Nhưng anh ấy không ở trong trận này. Xong rồi cậu đánh là sao? Maybe. Anh ấy có maybe có lẽ. Có lẽ anh ấy chơi tốt hơn trước hả cô? Có lẽ anh ấy chơi tốt hơn trước. Before tức là gì? He was chơi tốt hơn trước đây. Ý là gì? Nói đùa là có thể là bây giờ chơi dở quá nên không được ta xét nhé. Có thể là anh ta chỉ chơi tốt trước kia thôi. Ý có thể nói đùa như thế. Understand? Got it? Xong rồi nhìn cậu bạn này có vẻ rất là tức giận đúng không? Cậu này lỡ nói đùa là chắc là bây giờ chơi dở rồi. Chỉ chơi tốt ngày xưa thôi. Tôi là Carlos, nghe thấy. Tôi là một cầu thủ tốt, nhưng hãy nhìn vào cái chân của tôi. Đó là Carlos. Anh ấy có chơi tuyệt không? Có đúng là anh chơi tuyệt không? Có đúng là anh chơi tốt không? Nope, it's not a question. Đây không phải là câu hỏi. Mà đây là một câu khẳng định. You are chính là viết tắt của từ gì? You are great. Bạn rất là tuyệt, anh rất là tuyệt vời. Tức là nói với các lốt ấy. Xin lỗi, người bạn của tôi không biết mọi thứ, nhiều thứ về cầu thủ, về đá bóng. Về bóng đá, soccer, bóng đá nói chung. Đây chúng ta có cụm gì? Doesn't know anything. Chẳng biết gì về bóng đá cả. Doesn't know anything. Okay, that's all. Now. Next. The question. Cô trả lời câu hỏi. Is Carlos playing? No, he isn't. Yeah, no, he isn't. Anh ấy không phải là đang chơi trong trận đấu này. Very good. Okay, now we will listen and say.
tức là chúng ta có rất là nhiều từ chỉ quốc tịch ở đây. Now you listen and repeat. We listen and look at these words. Is there any new words? Mình sẽ xem qua một chút xem có từ mới nào không đã nhé. Is there any new words? No. Tell me the letter. No. No. Yeah. Okay. Track B48, page 96, activity 2. Listen and say. A. Chinese. Repeat. Chinese. Chinese. Ni. Chinese. Yeah, try to say the correct pronunciation. Mình sẽ cố gắng luyện cái âm L, N nhé. Chinese. Chinese. B. Korean. 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 Which nation? Nước nào ấy nhỉ? Người nước nào? Korean là người gì? I don't know. But you say no new words? Không, từ thì em biết đọc rồi nhưng mà em không biết nghĩa rồi. Lúc này có hỏi là có từ mơ không? Không, nó là mình sẽ phải nhìn qua Korean. Là Hàn Quốc. Korea là nước Hàn Quốc. Korean. C. Japanese. 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 Giống như là ja này xong Japanese. Japanese. Nước nào nhỉ? Japanese. Nước Nhật ạ. Yes. Thì nước Nhật này chú ý cho cô một chút về cách đọc nước Nhật. Japan. 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 Tức là cái âm đầu, âm thứ hai là âm e, trọng âm âm thứ hai đúng không? Japan khác với cả người Nhật sẽ là Japanese. Lại ngược lại. Japanese. Và Japan. Japan. Okay. D. Australian. Repeat. Australian. Yeah. Australian. Yeah. Which nation? Nước nào nhỉ? Nước Úc. Nước Úc. Người Úc. Nước Úc sẽ là Australia. Người Úc của Australia. E. American. American. Easy. F. Mexican. Mexican. Mexican là người gì? Người ở Mexico đúng không ạ? Dạ, người Mexico. G. Colombian. 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 H. Brazilian. Brazil. Brazilian. Brazilian. Yeah. I. Argentinian. Argentinian.
Yeah, Argentinian. Thì là nước gì? Người của nước gì? Chính là quốc tịch của cầu thủ gì? Messi. Nước gì nhỉ? À, Argentina đúng không ạ? Yes, Argentinian. J. British. 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 Yeah. Nước gì nhỉ? Chính là một phần của Vương quốc Anh đấy, dịch là nước Anh, là Britain đấy, Britain. Quốc tịch nó sẽ là British. K. Spanish. Spanish. Yeah, Spanish. Chính là nước gì mình vừa mới đọc. Nước Tây Ban Nha. Tiếng Tây. Yes. Chính là Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha. Spanish. L. Italian. 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 M. Egyptian. 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 Do you know Egyptian? Yeah. Là người gì nhỉ? Ai Cập, người Ai Cập. Yes. Very cute. N. Indian. 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 Yeah. Wignesity. Quốc tịch gì nhỉ? Người Ấn Độ. Yes. Okay. Sasso. Vừa nãy cái từ mà mình không biết duy nhất đó là từ gì? Từ B ấy. Korean. Korean. Là nước nhà nước Hàn Quốc ạ. Yes. Cô cho em hỏi luôn cái từ Colombian đấy cô. Colombian. Colombian chính là nước gì? Colombia. Yeah. Okay, bà ta. Okay. Nước Colombia tên yes. Oh. Nó là một quốc gia ở Nam Mỹ. Cộng hòa Colombia. Now you talk about can you read the request of activity 3? Talk about famous people from different countries. Famous. Famous. For example, read the example. Johnny Depp is American. Lionel Messi is Argentinian. 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 Argentinian, nhá. Argentinian. Argentinian. Yeah. And make another sentences. Cristiano Ronaldo is Portugal. Yes. Người nước Bồ Đào Nha. You can talk now. Another? Ai khác nhỉ? Another famous people? You know? I have one. Yeah, I don't know. I don't know anymore. I have. How about Donald Trump? Ah, yeah. Nhưng mà
Ông ấy là người nước gì? Người nước Mỹ, nhưng mà ông là tổng thống thì mình phải nói là mình chỉ cần nói ông ấy là người Mỹ là bởi vì mình đang học cách làm dùng tên người này, cộng với to be, cộng với cả cái tính từ chủ tịch. Yeah. You say, make the sentence. Donald Trump is American. Mình nói về một Tập Cận Bình. Ông ấy là người Trung Quốc đúng không? À, chủ tịch của Trung Quốc. Mình nói Tập Cận Bình là người Trung Quốc. How can we say? Tập Cận Bình, à Tập Cận Bình is Chinese. China là nước Trung Quốc thôi đúng không? Người Trung Quốc, Chinese. Nói thêm một người Việt Nam nữa đi. The last sentence. Cuối cùng. Quang Hải y Việt Nam. Việt Nam gì? À, Quang Hải y Việt Nam is. Is. Okay. Remember. Identity 4. Why the nationality? Can speak out loud. Đọc cho cô nào. Number one. Korea. Tức là ở đây cho sẵn. Đúng rồi. Các từ chỉ quốc gia. It is about nations. And we make the nationalities. Nó sẽ phải chuyển nó thành quốc tịch. Number two. Egypt. Quốc tịch sẽ là gì nhỉ? Egyptian. Egyptian. Đó nha. Difficult. Three. Japan. Japanese. Japanese. Yeah. Next. Four. The United States. Thế nước Mỹ đúng không? Người Mỹ thế nào? Em tưởng là người Mỹ sẽ là American. Yeah, American. Five. Argentina. Argentinian. Six. Italian. Seven. Colombian. Khơ này. Đây là âm ơ nhá. Khơ. Đây là A này. Colombian. Colombian. Eight. Chinese. Nine. Indian. Yes. Ten. Spanish. Mexican. Brazilian. Brazilian. Very good. So, United Kingdom. Nè, vương quốc Anh nghe đúng không? Thì sẽ là gì? British. British. Wow. And the last one. English.
No. England là cô. Number 14. Câu số 14 cơ mà. Australian. Australian. Yeah. Còn 13 thì chỉ là Britain là đúng rồi. British. Yeah. The last activity. Unit 8. Entertainment. Track 53, page 78, activity 2. Listen and match. Hey Emma, look at my magazine. Do you know these people? Nicole Kidman. Is Nicole Kidman a singer? No, she isn't. She's an Australian movie star. What about J.K. Rowling? Is she a movie star? No, she isn't. She's a writer. A British writer. How about number one and number two? Người đầu tiên làm nghề gì nhỉ? Movie star. Của nước nào nhỉ? Nước em không nghe thấy tên của. Thế bây giờ mình sẽ nghe lại và dừng luôn ở đấy nhé. Page 78. Activity 2. Listen and match. Hey Emma, look at my magazine. Do you know these people? Nicole Kidman. Is Nicole Kidman a singer? No, she isn't. She's an Australian movie star. Movie star. Australian. Yeah. What about J.K. Rowling? Is she a movie star? No, she isn't. She's a writer. A British writer. Matthew? A British writer. Right? Writer, nhưng mà cái tên nước thì... British. Yes. What about Rafael Nadal? Is he Spanish? Yes, he is. He's a Spanish tennis player. He's a tennis player. Spanish. Mm-hmm. Yeah. And is Lionel Messi Spanish too? No, he isn't. He's Argentinian. He's an Argentinian soccer player. Argentinian soccer player. Yeah. Right? And then there's Beyonce. Yes, she's an American singer. I want to be a singer too. And the last one. Singer. The British. American singer. Yeah. Okay. Bài tập 6 này sẽ làm bài tập về nhà. Nó viết cho cô hai câu về người nổi tiếng. And before we start, what have we studied today? We studied today about nationality. Yeah. Là quốc tịch ạ. So remember to learn new words. Không mình sẽ học một số từ mới đi về cách lập nationality and during Hàn Quốc. Yeah. Thank you. Goodbye, teachers.